Các bạn đang nghe truyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế trên kênh TV Audio CV. Chương 93 Nói thế nào, đối với việc mọi người khen ngợi, Lý Hiên cũng không coi ra gì. Mục đích chủ yếu của hắn là thí nghiệm bản năng chiến đấu sau khi lột xác. Chỉ có càng hiểu năng lực của mình hơn, mới có thể phát huy ra tác dụng càng cường đại hơn. Cho nên tiếp đó, hắn tiếp tục cảm nhận sương trong sương mù, kịp thời nói rõ phương hướng nguy hiểm kéo tới. Ở dưới sự nhắc nhở của Lý Hiên, đội ngũ bộ khoái hữu kinh vô hiểm đi về phía trước, mỗi một lần gặp phải sinh vật ô nhiễm đánh tới, Lý Hiên cũng có thể trước thời hạn báo cho biết, thậm chí tại chỗ bắn chết. Cảnh tượng như vậy, một lần lại một lần làm mọi người kinh ngạc, mỗi một lần quái vật chết đi, đánh giá của tất cả mọi người đối với Lý Hiên tăng cao một phần. Chờ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã chém giết hai mươi mấy con sinh vật ô nhiễm, hơn nữa mang theo chiến lợi phẩm, thành công đi ra mê vụ xâm lâm đi 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 uống rượu lần này may mà có ngươi nếu như không phải vì ngươi chúng ta tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ càng không có biện pháp giữ nguyên nhân số vương bộ đầu mỉm cười nhìn lý hiên thái độ rất là hiền hòa hận không thể cùng lý hiên kết nghĩa đúng 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 đi uống rượu hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt cảm ơn cảm tạ ngươi bộ khoái chung quanh cũng nhìn lý hiên trong giọng nói đều là khen ngợi đối với lý hiên một lần nhiệm vụ ngắn ngủn bằng vào bản năng chiến đấu, Lý Hiên đã trở thành trung tâm của mọi người, được tất cả mọi người khen ngợi. Xong, Lý Hiên chuẩn bị rời đi. Bản năng chiến đấu đã thí nghiệm xong, Lý Hiên rất hài lòng, không cần phải ở chỗ này trễ nải thời gian. Cho nên, hắn thoát khỏi huyết phân thân, lần nữa trở lại trong thân thể nguyên bản. Bạch Vân Thành Bạch Vân Tiêu Cục Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ sức mạnh khí huyết phun trào quanh thân, tâm tình của hắn thoải mái giãn ra cái lưng mệt mỏi ta càng ngày càng mạnh nhờ vào tầng nguyệt còn có tống tiểu mỹ về sau phải tốt với các nàng hơn một chút giúp các nàng luyện chế đang dược nhiều một chút lý hiên trở lại trên giường mềm mại ngồi xếp bằng tiếp tục tu hành sáng sớm hôm sau mặt trời chiếu khắp nơi mang đến cho vạn vật sinh cơ bừng bừng lý hiên thức dậy thật sớm rửa mặt mặc đồ xong rồi thì ở luyện võ tràng luyện tập tinh thần kiếm pháp hoạt động gân cốt dung mạo lý hiên vốn là tuấn mỹ mặc trang phục màu trắng ở sân huấn luyện tu hành lộ ra tiêu sái phiêu giật hơn nữa lấy được thiên phú hòa hợp tự nhiên cả người hắn đều lộ ra một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo cũng càng hấp dẫn người khác chú ý mấy thị nữ từ nơi này đi qua thấy lý hiên luyện kiếm nhất thời lộ ra bộ dáng si mê trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ quá tuấn tú thiếu gia càng ngày càng đẹp trai nhất là thiếu gia mặc trang phục màu trắng càng tuấn mỹ Đúng vậy, nếu như ta có thể gả cho thiếu gia thì tốt. Nghĩ hay quá nhỉ, mau làm việc đi. Bọn thị nữ vừa đi vừa len lén quan sát Lý Hiên, đối với sự tuấn mỹ của Lý Hiên, các nàng tận đáy lòng cảm thấy đẹp mắt. Đợi sau khi các nàng rời đi, cũng đem chuyện này truyền phát ra ngoài, nói cho nhiều người nghe hơn. Cách vách bạch vân tiêu cục. Hạnh Nhi ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn sân nhỏ, hấp thu linh khí du đẳng trong thiên địa, yên lặng cảm thụ biến hóa của mình thực lực lại tăng lên, sau khi bài xuất ra đang độc trong cơ thể, tốc độ ta tu hành tăng lên rất nhiều, luyện tạng đang cực phẩm của Lý Hiên, thật giỏi lắm. Trong đầu hạnh nhi nghĩ tới Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên ưu tú quá đáng, luyện tạng đang cực phẩm tốt như vậy cái gì cũng có, thật sự là một sư tôn bảo tàng. Đáng tiếc tủy linh quả trong tay của ta quá ít, nếu không còn có thể lại mua chút luyện tạng đang cực phẩm từ tay Lý Hiên kia, hy vọng gia tộc có thể giúp ta tìm đến càng nhiều tủy linh quả hơn đi. Hạnh Nhi âm thầm lẩm bẩm, hy vọng mau sớm lấy được tủy linh quả, từ phía Lý Hiên đổi được luyện tạng đang cực phẩm. Tu hành xong, nên dẫn theo Tần Nguyệt các nàng ra khỏi thành. Hạnh Nhi đứng dậy, đang định đi tìm Tần Nguyệt, đột nhiên nghe được cách vách truyền tới tiếng nghị luận của nữ hài tử. Nghe ý kia, giống như là thị nữ của Bạch Vân Tiêu Cục đang nghị luận. Hôm nay Lý Hiên thiếu gia thật là đẹp trai, ta phát hiện thiếu gia mặc quần áo trắng đặc biệt hấp dẫn người đúng đó ta đều muốn gả cho thiếu gia ngươi đừng có nằm mộng thiếu gia mắt nhìn cao lắm hắn nhưng mà coi thường các ngươi cao bao nhiêu đây tiểu thúy ngươi nói nhanh lên được hôm qua thiên lão phu nhân thúc giục thiếu gia mau sớm lấy vợ còn nói hạnh nhi cô nương không tệ rất xinh đẹp lại hiểu chuyện trọng điểm là hạnh nhi cô nương là một cô nương mắng đẻ rất thích hợp làm con dâu nhưng các ngươi đoán thiếu gia nói thế nào tiểu thúy nói nói thế nào mọi người hiếu kỳ hạnh nhi ở một chỗ khác vách tường cũng dựng lên lỗ tai nhỏ cẩn thận lắng nghe thiếu gia nói loại xấu xí như vậy hắn nhưng mà coi thường trực tiếp cự tuyệt đề nghị của lão phu nhân đấy tiểu thúy lần nữa nói loại xấu xí hạnh nhi cô nương xinh đẹp như vậy lại bị thiếu gia nói thành xấu xí thiếu gia mắt nhìn cũng quá cao đi cho nên ta mới nói các ngươi không xứng với thiếu gia thiếu gia ngay cả hạnh nhi cô nương đều coi thường làm sao có thể vừa ý các ngươi các ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm việc đi ôi thật là đáng tiếc thiếu gia túng mỹ như vậy đúng vậy đúng vậy tiếng thảo luận dần dần đi xa hạnh nhi ở một phía vách tường tức giận cắn răng nghiến lợi cả người giống như là tiểu lão hổ mà dương nanh múa vuốt lý hiên đáng hận lại nói ta xấu xí lại coi thường ta rất đáng hận ta nhưng là thiên kiêu của gia tộc là người tu tiên Ta còn là người hộ đạo giai đoạn đầu của Tần Nguyệt, tương lai ta tuyệt đối một bước lên trời, lại nói ta xấu xí, a à, a, à, tức chết ta rồi. Hạnh Nhi tức giận phát điên, thân là Thiên Kiêu gia tộc, rất nhiều người theo đuổi nàng, trong đó không thiếu quan to quý nhân, dòng dõi quý tộc hoàng gia. Kết quả không nghĩ tới, ở Bạch Vân thành nho nhỏ, lại có người coi thường chính mình, còn nói một câu xấu xí, Hạnh Nhi thật tức đến muốn cắn người. Nhưng tưởng tượng đến Lý Hiên chẳng những dáng dấp đẹp trai, lại có nhiều bản lĩnh như vậy, chính mình còn phải dùng Tủy Linh Quả đổi đang dược của Lý Hiên, Hạnh Nhi trong lòng mặc dù buồn rầu, lại cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực nói: "Quên đi quên đi, bổn tiểu thư là người tu tiên, không chấp nhặt với ngươi, đáng ghét." Nghĩ tới câu xấu xí ta liền rất tức giận, tức chết ta rồi, Hạnh Nhi vẫn là tức giận bất bình, ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không có, hận không thể hóa thân thành cọp cái vọt bên người Lý Hiên, cắn Lý Hiên mấy hớp cùng hạnh nhi ngược lại. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đang đứng tại biên giới luyện võ tràng, cười tươi rói nhìn Lý Hiên luyện kiếm. Nhìn dung nhan tuấn Mỹ, dáng người phiêu giật của Lý Hiên, hai tiểu nha đầu nhìn đến mê mẩn. Sư tôn hôm nay thật đẹp trai, cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Trong mắt to của Tần Nguyệt mang theo ngôi sao nhỏ. Đúng vậy, cảm giác khí chất rất linh hoạt kỳ ảo, đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì ăn dung tâm quả? Tống Tiểu Mỹ phân tích nói, có thể, sư Tôn khả năng ăn dung tâm quả, thu được tăng lên không nhỏ, lúc này mới có thay đổi lớn như vậy. Tần Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Xem ra chúng ta mang dung tâm quả cho sư Tôn là đúng rồi, quá tốt, cuối cùng có thể giúp được sư Tôn. Tống Tiểu Mỹ vui vẻ không thôi, răng trắng nhỏ đều lộ ra. Chờ sau đó chúng ta chuẩn bị nhiều dung tâm quả hơn cho sư Tôn, báo đáp sư Tôn thật tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của tần nguyệt đầy nghiêm túc đúng chuẩn bị nhiều hơn một chút tống tiểu mỹ cũng gật cái đầu nhỏ càng nhìn lý hiên càng thấy được đẹp mắt cả người thật giống si mê rất lâu sau tống tiểu mỹ mới bị tần nguyệt lôi đi đi bên ngoài thành rèn luyện tăng cường thực lực tần nguyệt là một nữ hài có tinh thần trách nhiệm rất mạnh nàng biết rõ mình gánh vác trách nhiệm cần phải cố gắng tăng thực lực lên nhưng nàng cũng muốn trợ giúp sư tôn cho nên sau khi đạt được thứ tốt muốn hiến tặng cho sư tôn điều này sẽ ảnh hưởng tiến độ tăng thực lực lên của nàng nhưng nàng không hối hận nàng đã quyết định rèn luyện nhiều hơn cố gắng tu hành nhiều hơn tăng thực lực lên như vậy vừa có thể tăng lên thực lực của mình đảm đương nổi trách nhiệm lại có thể trợ giúp sư tôn ngoại trừ có chút khổ cực ra không có cái gì khác không tốt nàng không sợ khổ cực cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng lôi đi tống tiểu mỹ dẫn theo nàng đi tìm hạnh nhi đi rèn luyện thời gian qua đi, đảo mắt lại qua ba ngày. Tiên Đệ tử Diệp phàm của ngài thành công đạt tới luyện thể tầng 2, khen thưởng ngài, tư chất võ học tăng lên một cấp. Tiên Tư chất võ học của ngài, đạt tới tuyệt phẩm. Tư chất võ học tuyệt phẩm sao? Quá tốt, rốt cuộc đạt tới tuyệt phẩm, đây chính là tầng thứ giống như thiên mệnh chi tử. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cảm giác chính mình không có ổn công thu đồ đệ, cuối cùng đưa tư chất tăng lên tới giai đoạn thiên mệnh chi tử, tâm tình có thể nói là tốt đẹp. Mấu chốt mấy ngày nay hắn đều ở nhà tu hành, xử lý việc làm ăn trong tiêu cục, vậy mà lại có tăng lên, loại cảm giác này thật sự là tốt đẹp. Tâm tình rất tốt, Lý Hiên mở ra tiểu phụ trợ, kiểm tra tình huống gần đây. Tiên Đệ tử lục trường sinh của ngài, cùng quân hí mệnh của thần toán môn thành bạn tốt, đối với thần toán sinh ra hứng thú. Tiên đệ tử tần nguyệt của ngài chém chết sói ác ô nhiễm cứu lưu gia thôn được thôn dân chiêu đãi cùng cảm ơn tiên đệ tử tống tiểu mỹ của ngài trong chiến đấu xuất hiện tiểu đố ngộ tinh thần kiếm pháp thông hiểu đạo lý tiên huyết phân thân số một của ngài ở vân hà cốc đại chiến huyết thử nhất tộc chiến thắng uy danh càng tăng lên nhìn tiểu phụ trợ nhắc nhở thấy các đệ tử phát triển không tệ lý hiên hết sức hài lòng về phần tình huống của huyết phân thân Lý Hiên thật ra không chú ý là mấy. Duy nhất làm Lý Hiên coi trọng, thủy chung là tình huống triệu gia thôn bên kia. Triệu gia thôn quá hẻo lánh, hy vọng các huyết phân thân, mau sớm đuổi đến nơi đó, nhìn một chút xem nơi đó thế nào. Lý Hiên nói xong nhắm hai mắt lại, lần nữa lâm vào trong tu hành. Hắc mã thành. Cửa thành người đến người đi. Lục trường sinh hướng về phía quân hí mệnh không mình hành lễ nói, đa tạ quân huynh trợ giúp, ân cứu mạng của quân huynh, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Lục huynh đệ khách khí, mọi người đều là hảo huynh đệ, không cần phải khách khí như vậy. Quân hí mệnh nắm quạt xếp mỉm cười nói. Quân huynh nói đúng, là ta khách khí. Lục trường sinh gật đầu một cái, lần nữa cùng quân hí mệnh hàng huyên. Hai người trò chuyện một lúc lâu, lúc này mới cáo từ tách ra. Nhìn lục trường sinh đi xa, con ngươi đen nhánh của quân hí mệnh hóa thành màu tím, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỉ thấy trên bầu trời sáng ngời từng tia từng sợi hắc khí ô nhiễm càng ngày càng nhiều càng ngày càng có cảm giác áp bách thiếu gia cộng thêm vị lục trường sinh này đã có một trăm người thiếu nhân tình của ngài ngài quá thích làm vui người khác trong nhà nhưng là tốn không ít tiền đây thư đồng thở dài bất đắc dĩ không nghĩ ra thiếu gia nhà mình tại sao rất thích trợ giúp người khác không việc gì chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết đều không gọi là chuyện quân hí mệnh khẽ mỉm cười chẳng qua là khi thấy hắc khí trên bầu trời trở nên đậm đà, nụ cười của hắn dần dần thu liễm. Loạn thế càng ngày càng gần, hai. Trên quan đạo bên ngoài hắc mã thành. Lục trường sinh từng bước một mà đi, hướng hắc mã sơn đi lịch luyện. Hắc hoàng, thần toán chi pháp của quân huynh quá thần kỳ, có thể tính ra nhiều đồ như vậy, đáng tiếc ta không có tư chất phương diện này, không cách nào tu hành. Lục trường sinh nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay nói cái tên quân hí mệnh này quả thật có chút bản lĩnh, ngươi lần này đúng là kết giao một tên bạn tốt, đáng tiếc thực lực của hắn yếu một chút. Hắc hoàng từ trong chiếc nhẫn truyền âm. Quân huynh am hiểu thần toán, thực lực yếu một chút cũng rất bình thường, phương hướng tu hành bất đồng thôi. Lục trường sinh không thèm để ý lắc đầu. Quả thật, nhưng đó chẳng phải là con đường của ngươi, con đường của ngươi là võ học, là chiến đấu, là khiêu chiến bản thân, chỉ có như vậy mới có thể trở thành siêu cấp cường giả ta biết rồi ta sẽ cố gắng bây giờ ta phải đi hát mã sơn lục trường sinh nói xong bước nhanh hướng hát mã sơn chạy đi chuẩn bị đi đánh chết sơn tặc trên hát mã sơn khi đi ngang qua một chỗ tên hạnh hoa thôn hắn bị một cô bé ngăn cản đường đi đại ca ca xin hỏi ngươi tên là lục trường sinh sao cô bé nắm một bản vẽ giống như một tiểu đại nhân tự đắc hỏi ừ tiểu muội muội ngươi có chuyện gì không làm sao ngươi biết tên của ta? Lục Trường Sinh kinh ngạc, không hiểu sao thôn nhỏ như vậy lại có người biết hắn. là một vị thúc thúc nói cho ta biết, hắn bảo ta đưa cái túi đen nhỏ này cho ngươi. cô bé vừa nói, hướng về phía cây hạnh hoa cách đó không xa vẫy vẫy tay. a ngốc, mau cầm cái túi nhỏ tới. theo thanh âm của cô bé, phía sau cây hạnh hoa có một tiểu nam hài bẩn thiểu, có chút ngu si chạy đến. đứa bé trai này má phải bình thường nhưng bên trên má trái lại có một cái vảy màu đen, nhìn vô cùng xấu xí. Thu. Thu nhi tỷ tỷ này. Tiểu nam hài A ngốc chạy tới rồi cầm túi đen nhỏ đưa tới. Ừm. Cô bé Thu Nhi nhận lấy cái túi nhỏ, chuyển tay đưa cho Lục Trường Sinh. Đại ca ca, cho ngươi, cái vị. Vị thúc thúc kia nói, ngươi sẽ cho ta 10 đồng tiền làm thù lao. Ừ, ta trước xem một chút là vật gì lục trường sinh nghi ngờ không hiểu nhận lấy túi thận trọng dò xét một chút rất nhanh hắn chính là sửng sốt một chút lại là đan dược nơi này có một tờ giấy lại là sư tôn đưa tới cho ta lục trường sinh kinh ngạc không thể tin được chính mình lại được sư tôn đưa tới đan dược điều này làm hắn vô cùng ngoài ý muốn phải biết những ngày qua hắn trên căn bản đều ở bên ngoài rèn luyện không có chỗ ở cố định thật không nghĩ đến sư tôn lại có thể chính xác tìm tới vị trí của hắn đưa tới đan dược chuyện lạ sư tôn là làm sao biết ta ở chỗ này điều này cũng thật khó tin rồi lục trường sinh trong lòng kinh ngạc sư tôn ngươi quả thật cổ quái khiến cho người không nhìn thấu hắc hoàng từ trong chiếc nhẫn truyền âm đúng vậy lục trường sinh quan sát tỉ mỉ bốn phía một chút muốn nhìn chung quanh một chút xem có phải hay không có sư tôn kết quả cái gì cũng không thấy cuối cùng lục trường sinh cúi đầu xuống nhìn về phía bức họa trong tay cô bé chờ thấy rõ ràng chính mình trong tranh rồi, lục trường sinh lại là sửng sốt một chút. Bức họa thật chân thật, không trách tiểu cô nương này liếc mắt liền nhìn ra ta, tranh vẽ chân thật như vậy, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, kỳ quái, đây là phong cách vẽ gì, C96, lục trường sinh nghi ngờ không thôi, quan sát tỉ mỉ bức họa này, phát hiện bức họa này giống như đúc, trông rất sống động, liền y như thật, khiến cho lục trường sinh vô cùng kinh ngạc. Hắc hoàng trong chiếc nhẫn cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được, tỉ mỉ quan sát một phen bức họa kia, nghiêm túc nói, "Trường Sinh, sư tôn ngươi thật là người thần bí, họa kỹ của hắn đơn giản là xuất thần nhập hóa, chỉ bằng vào bức họa này là có thể bán rất nhiều tiền, loại kỹ xảo hội họa này, cho dù là lão quái vật sống vô số năm tháng như ta, cũng chưa từng thấy. Thậm chí ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua sao?" Lục Trường Sinh vẻ mặt càng ngưng trọng, cảm giác sư tôn thần bí quá đáng. "Rời khỏi nơi này trước đi, ta có hai chuyện muốn cùng ngươi nói." Trong thanh âm của Hắc Hoàng lộ ra vẻ trịnh trọng, được. Lục trường sinh gật đầu một cái, lấy ra một trăm đồng tiền, đưa cho cô bé nói. Đây là thù lao của ngươi này, không nên để người khác thấy, tiền tài không nên lộ ra, phải giữ gìn thật tốt. Dạ dạ, cảm ơn đại ca ca. Thu Nhi cảm kích nhận lấy một trăm đồng tiền, liền vội vàng giấu ở trong túi bất đồng, sau đó phất phất tay nhỏ, dẫn theo A ngốc bước nhanh rời đi. Lục trường sinh nghi ngờ không thôi, quan sát tỉ mỉ bức họa này, phát hiện bức họa này giống như đúc, trông rất sống động liền y như thật khiến cho lục trường sinh vô cùng kinh ngạc hắc hoàng trong chiếc nhẫn cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được tỉ mỉ quan sát một phen bức họa kia nghiêm túc nói trường sinh sư tôn ngươi thật là người thần bí họa kỹ của hắn đơn giản là xuất thần nhập hóa chỉ bằng vào bức họa này là có thể bán rất nhiều tiền loại kỹ xã hội họa này cho dù là lão quái vật sống vô số năm tháng như ta cũng chưa từng thấy thậm chí ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua sao, lục trường sinh vẻ mặt càng ngưng trọng, cảm giác sư tôn thần bí quá đáng. Rời khỏi nơi này trước đi, ta có hai chuyện muốn cùng ngươi nói. Trong thanh âm của hắc hoàng lộ ra vẻ trịnh trọng. Được. Lục trường sinh gật đầu một cái, lấy ra một trăm đồng tiền, đưa cho cô bé nói. Đây là thù lao của ngươi này, không nên để người khác thấy, tiền tài không nên lộ ra, phải giữ gìn thật tốt. Dạ dạ, cảm ơn đại ca ca. Thu Nhi cảm kích nhận lấy 100 đồng tiền, liền vội vàng giấu ở trong túi bất đồng, sau đó phất phất tay nhỏ, dẫn theo A Ngốc bước nhanh rời đi. Chờ sau khi Thu Nhi mang theo A Ngốc trở lại hạnh hoa thôn, ở trong một chỗ trạch viện, thấy một tên nam tử mang nón lá. Người này lưng đeo trường kiếm, cổng lấy huyền kim cường cung sau lưng, người mặc trang phục màu đen, không phải ai khác, chính là huyết phân thân của Lý Hiên. Thúc thúc, ta đưa cái túi nhỏ cho vị đại ca ca kia rồi thu nhi sau khi thấy huyết phân thân liền vội vàng nói ừ đây là thù lao hứa cho các ngươi huyết phân thân lấy ra một quyển công pháp luyện thể trụ cột đưa cho thu nhi tạ ơn thúc thúc thu nhi vui vẻ không thôi nắm công pháp giống như lấy được tương lai tu hành luyện thể công đối với khí huyết tiêu hao rất lớn tốt nhất có đang dược phụ trợ tu hành nhìn hai trẻ nít ngây ngô Huyết phân thân hảo tâm nhắc nhở một câu, đồng thời từ trong túi lại lấy ra hai bình khí huyết đan. Bình đan dược này cũng tặng cho các ngươi luôn, các ngươi tuổi còn nhỏ, một ngày dùng nửa viên là được, hai bình này đủ các ngươi sử dụng giai đoạn đầu. Huyết phân thân nhìn một chút hai trẻ nít nghèo khổ, cuối cùng là cho bọn nó một chút hy vọng, mang hai bình khí huyết đan đưa qua. Tạ ơn thúc thúc. Thu Nhi vui vẻ không thôi, biểu đạt cảm ơn ngọt ngào. A ngốc xấu xí bên cạnh cũng cười khúc khích hắn không hiểu được cách biểu đạt cảm ơn chẳng qua là dùng cách cười ngây ngô để diễn tả ừ cứ như vậy đi huyết phân thân quét a ngốc một cái nhìn một chút má trái phủ đầy vẫy xấu xí hắn không có lộ ra mảy may tâm tình chán ghét chẳng qua là vô cùng bình tĩnh mắt nhìn một cái sau đó huyết phân thân nhảy dựng lên giống như chim xanh mà lắc mình rời đi chỉ để lại hai trẻ nít tại chỗ vui vẻ nắm công pháp luyện thể nắm đồ vật đối với bọn họ mà nói là hy vọng bên kia trong rừng cây hát mã sơn lục trường sinh đi từng bước một đi ước chừng vài chục phút sau khi xác nhận chung quanh không có ai hắn lúc này mới dò hỏi hắc hoàng nơi này không người hai chuyện kia là gì ta cảm giác thanh âm của ngươi có chút trịnh trọng không tính là chuyện quá lớn chẳng qua là cần thiết phải chú ý thôi chuyện thứ nhất là liên quan tới thằng bé trai có vẫy kia cũng chính là a ngốc hắc hoàng nói a ngốc lục trường sinh nhíu mày. Đúng, ở thời đại kia của ta, mảnh đại lục này gặp gỡ ma tộc xâm phạm, rất nhiều ma tộc mang theo loại vẫy đen nhánh này. Tổ tiên A ngốc, hẳn là ma tộc cùng nhân loại kết hợp, nói cách khác hắn có huyết mạch ma tộc. Huyết mạch ma tộc. Vẫn còn có huyết mạch như vậy, quả nhiên là sống lâu thấy nhiều. Lục trường sinh kinh ngạc. Ta muốn nói là, lực phòng ngự của vẫy trên mặt A ngốc rất cao, là tài liệu tốt để luyện chế pháp bảo pháp khí, nếu như ngươi có ý muốn, có thể sớm lấy đi những vảy kia." Bên trong thanh âm của Hắc Hoàng lộ ra lạnh giá. "Sớm lấy đi những vảy kia? Ngươi là bảo ta giết hắn đi sao?" Lục Trường Sinh nhướng mày một cái. "Không giết cũng có thể lấy, chẳng qua là sẽ rất đau đớn. Xin lỗi, ta không có ý nghĩ như vậy, ngươi đã nói ta hẳn là cứu thế giới, lại vì sao để cho ta đối với đứa trẻ bình thường làm ra chuyện ác độc như vậy, chân mày lục trường sinh càng nhíu càng chặt, thanh âm cũng biến thành lạnh thêm vài phần. Hắn có huyết mạch ma tộc, không cần đồng cảm, hơn nữa ngươi không lấy đi vẫy, luôn có người sẽ lấy đi vẫy, kết cục như nhau. Bên trong thanh âm của Hắc Hoàng cũng lộ ra lạnh giá, khi nói đến ma tộc, trong thanh âm lộ ra căm ghét. Hắc Hoàng, cái chết của ngươi, có phải hay không cùng ma tộc có liên quan? Lục Trường Sinh đột nhiên nói. Hắc Hoàng rơi vào trầm mặc, ước chừng qua 5 phút, hắn mới trầm giọng nói, "Được rồi, không nói chuyện này, nói chuyện khác đi." "Được." Lục Trường Sinh cảm nhận được dao động tâm tình của Hắc Hoàng, suy đoán là mình nhắc tới chuyện thương tâm của Hắc Hoàng, cũng sẽ không hỏi nữa. "Chuyện thứ hai là đan dược sư Tôn ngươi đưa tới, ta không đề nghị ngươi dùng đan dược." Hắc Hoàng đưa đề nghị. "Tại sao?" "Trước đây ta không phải là thường xuyên tắm thuốc sao?" Còn có một lần ta thu được thượng cổ đan dược, không phải là cũng ăn sao, sư Tôn đưa tới nhiều đan dược như vậy, đối với ta có phụ trợ rất lớn, ta đang rầu thực lực tăng lên chậm chạp đây. Lục Trường Sinh nghi ngờ, từ bên trong cái túi nhỏ lấy ra một bình sứ nhỏ. Nguyên nhân là đan độc, bất kỳ đan dược đều mang theo đan độc, sử dụng lâu dài sẽ ở dồn nén đan độc ở trong người, đối với tương lai của ngươi ảnh hưởng rất lớn, thiên tư của ngươi bất phàm, chỉ cần tu hành từng bước là được căn bản không cần đan dược, dĩ nhiên, thượng cổ đan dược và tắm thuốc là ngoại lệ. Hắc Hoàng mở miệng giải thích. Lại có đan độc. Lục Trường Sinh vô cùng ngoài ý muốn. Đúng, luyện đan sư bình thường chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược, những đan dược này đều mang theo đan độc, đối với thân thể con người có hại. Chỉ có thượng phẩm đan dược ẩn chứa đan độc ít, sau khi dùng, thân thể con người có thể tự bài tiết ra đan độc ba ngày dùng một viên thượng phẩm đan dược là không có vấn đề. Nhưng thượng phẩm đan dược thật khó luyện chế, coi như thành người tu tiên, khi luyện đan, cũng phần lớn là hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược vô cùng thưa thớt. Phần lớn thượng phẩm đan dược, luyện đan sư chính mình sẽ dùng, ngoại giới lưu thông chỉ còn lại trung phẩm cùng hạ phẩm đan dược, đây cũng là nguyên nhân ta không đề nghị ngươi dùng. Hắc hoàng phổ cập khoa học từng chút, giảng thuật tình huống đan dược ra là như vậy, vậy đan độc có thể đi trừ sao? Lục Trường Sinh lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Có thể thì có thể, nhưng rất khó, yêu cầu thiên tài địa bảo mới được, ngoài ra chính là đan dược cực phẩm, cực phẩm đan dược mà luyện đan sư có thể luyện chế ra càng hiếm thấy. Cực phẩm đan dược chẳng những không có đan độc, còn có thể trừ đan độc ẩn chứa trong cơ thể, cho nên đan dược tốt nhất thế gian chính là cực phẩm đan dược. Lần trước ngươi dùng thượng cổ đan dược chính là cực phẩm đan dược. Đáng tiếc loại đan dược này càng thưa thớt, căn bản là không mua được, trên thị trường có thể mua được chỉ có trung phẩm cùng hạ phẩm, đây cũng là nguyên nhân ta không để cho ngươi dùng đan dược. Hắc Hoàng lần nữa giảng thuật một đống lớn kiến thức khoa học phổ thông về đan dược. Thì ra là như vậy, hai, thật rất đáng tiếc, sư tôn đối với ta tốt như vậy, đưa ta nhiều đan dược như vậy, đáng tiếc ta không có biện pháp dùng. Lục trường sinh thở dài, cầm bình sứ lăng qua lộn lại nhìn. Đây là chuyện không có cách nào khác, là yêu cầu của ta đối với ngươi quá cao." Hắc Hoàng lắc đầu một cái. "Vậy những đan dược này làm sao bây giờ? Không dùng quá đáng tiếc, dù sao cũng là sư tôn quan tâm, cũng không thể ném chứ." Lục Trường Sinh nói mở ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra đan dược. "Ném khẳng định không được, trở về thì cho cha ngươi đi, chờ đã, đây là cái gì?" Hắc Hoàng thanh âm cao vút, lộ ra nồng nặc không tưởng tượng nổi. Thế nào? Đan dược này có vấn đề gì không? Lục trường sinh mờ mịt, thuận tay mang năm viên đan dược trong bình sứ, tất cả đều đổ vào trong tay. Cái này đều là cực phẩm đan dược. Trồng rã năm viên cực phẩm đan dược. Điều này sao có thể? Ta hoa mắt sao? Hắc hoàng kinh hô. Cực phẩm đan dược sao? Cực phẩm đan dược có thể bài trừ đan độc sao? Lục trường sinh cũng ngưng trọng. Đúng, chính là cực phẩm đan dược cực phẩm đan dược vô cùng trân quý cũng vô cùng hiếm thấy một luyện đan sư cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế được một viên nhưng mà bây giờ sư tôn ngươi lại đưa tới cho ngươi năm viên chờ đã ngươi mau nhìn xem bên trong túi nhỏ có còn hay không cực phẩm đan dược khác hắc hoàng vội vàng thúc giục được lục trường sinh nhanh chóng kiểm tra cái túi nhỏ rất nhanh lại từ bên trong tìm tới hai mươi viên cực phẩm đan dược nhìn trọn vẹn hai mươi lăm viên cực phẩm đan dược ngửi đang hương mê người kia. Lục trường sinh cùng Hắc hoàng đều trầm mặt, không biết phải hình dung tâm tình của giờ khắc này như thế nào. Thật sự là vị sư tôn lý hiên này quá tốt, không ngại xa để cho người đưa tới đang dược trân quý như vậy, điều này làm lục trường sinh cảm động cũng không biết nói cái gì. Sư tôn ngươi, đối với ngươi thật là tận tình tận nghĩa, năm đó nếu như ta cũng có một sư tôn vị tốt như vậy, ta cũng sẽ không trải qua nhiều lận đận như vậy. Hắc hoàng thở dài nói, tận đáy lòng hâm mộ lục trường sinh đúng vậy sư tôn đối với ta tốt như vậy ta nhất định phải hồi báo sư tôn lần sau nếu như có thể đạt được thiên tài địa bảo nhất định phải đưa qua cho sư tôn lục trường sinh như chém đinh chặt sắt nói trong mắt tất cả đều là kiên định khục khục thật ra thì ngươi không cần phải hồi báo bây giờ chờ đến khi ngươi trở nên phi thường cường đại lại hồi báo sư tôn ngươi thì tốt hơn hắc hoàng đề nghị tại sao sư tôn đối với ta tốt như vậy ta hẳn là kịp thời hồi báo sư tôn mới đúng lục trường sinh nghi ngờ chủ yếu thực lực của ngươi quá yếu ngay cả là người tu tiên cũng không phải ta đề nghị ngươi mau sớm tăng thực lực lên chờ thực lực cường đại cũng có thể thu được càng nhiều đồ tốt đến lúc đó mới có thể hồi báo sư tôn ngươi tốt hơn dù sao đồ vật ngươi bây giờ hồi báo có thể sư tôn ngươi căn bản coi thường hắc hoàng giải thích chuyện này lục trường sinh cảm giác hắc hoàng nói rất có lý nhưng trong lòng có chút cảm giác bị thất bại. Hóa ra, ta ngay cả tư cách hồi báo sư tôn cũng không có, quả nhiên ta còn là quá yếu, ta phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên vô cùng cường đại, sau đó hồi báo sư tôn thật tốt. Cố gắng lên, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, hơn nữa có những đan dược này, ngươi có thể đột phá tu vi mau hơn, đạt tới luyện thể tầng 7. Hắc Hoàng đúng lúc khích lệ. Được, ta nhất định cố gắng, tranh thủ trong 2 tháng đạt tới luyện thể tầng 7. Lục trường sinh tâm tình kích động thu hồi đang dược, nắm chặt trường kiếm đi về phía hát mã sơn, đi về phía sơn tặc trên hát mã sơn. Thời gian qua đi, đảo mắt 5 ngày trôi qua. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông. Lý Hiên nắm bút vẽ, chuẩn bị ở trên giấy vẽ hội họa, thể nghiệm phương thức tu hành mới. Ngày ấy huyết phân thân đưa đan dược cho lục trường sinh, vẽ một bức họa, lại đem cảm ngộ về tinh thần kiếm pháp vẽ vào trong tranh, điều này mang đến ý tưởng mới cho lý hiên thực lực của hắn đã rất mạnh tinh thần kiếm pháp tu hành tới cực điểm muốn tiếp tục tăng lên tinh thần kiếm pháp đã không phải là dựa vào luyện tập để thăng cấp mà là dựa vào cảm ngộ cảm ngộ vật này huyền diệu khó giải thích lý hiên lúc trước căn bản không tìm được phương pháp thật may ngày đó huyết phân thân vẽ cho lý hiên linh cảm hắn chuẩn bị thông qua phương thức không ngừng vẽ tranh gia tăng cảm ngộ đối với kiếm đạo đạt được cơ hội tăng lên phải biết Viết phân thân chỉ thừa kế một bộ phận năng lực của hắn, đã ung dung ở trong tranh lưu lại cảm ngộ kiếm pháp. Lý Hiên muốn làm được càng dễ dàng, cho nên Lý Hiên tràn đầy lòng tin, chuẩn bị cố gắng tu hành, phát triển nhanh hơn, đồng thời gia tăng càng nhiều phương thức cảm ngộ. Tỷ như ngoại trừ hội họa còn có trận pháp, đang dược, thậm chí nấu cơm đều có thể gia nhập trong tu hành, rất có ý tứ. Thần cấp kỹ thuật nấu nướng của ta gần như chưa dùng qua, thần cấp hội họa cũng gần như vô dụng ngược lại là có thể thử một lần. Quyết định tốt rồi, Lý Hiên đang chuẩn bị vẽ hội họa, đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở máy móc vang lên. Tiên Đệ tử Tần Nguyệt của Ngài đột phá đến luyện thể tầng 7, Ngài lấy được được thưởng, Linh căn tăng lên một tầng. Tiên Chúc mừng Ngài, tư chất được tăng lên, đạt tới thượng phẩm lôi Linh căn. Tiên, Lý Hiên, tư chất võ học tuyệt phẩm lực, luyện thể tầng 10 lần căng, thượng phẩm lôi linh cạn bị động hòa hợp tự nhiên miễn dịch bệnh độc bản năng chiến đấu nhanh chóng tự lành thiên phú ý niệm câu thông cấp nhìn thượng đế tuyệt phẩm kiếm tu huyết phân thân thiên sinh thần lực mắt ưng năng lực khí huyết tông sư luyện đan khí huyết phong ấn tông sư tinh thần kiếm pháp thần tiễn thủ lưu vân bộ thần cấp kỹ thuật nấu nướng thần cấp hội họa đệ tử diệp phàm lục trường sinh tống tiểu mỹ Tần Nguyệt. Thượng phẩm lôi linh căng, được, quá tốt. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cảm giác ánh nắng sáng sớm càng tươi đẹp, lộ ra ấm áp từ trong ra ngoài. Chủ yếu Lý Hiên đối với linh căng tăng lên, rất hài lòng. Hắn cách luyện thể tông sư càng ngày càng gần, chờ sau khi đột phá luyện thể tông sư, liền có thể tu tiên. Đến lúc đó tầm quan trọng của Linh Căng liền hiện ra, bây giờ sớm một chút đạt được, cũng có thể làm chuẩn bị vì tu tiên sau này tần nguyệt thật là tiểu phúc tinh của ta chút nữa vẽ liền vẽ tần nguyệt đi sau đó đưa cho nàng làm lễ vật lý hiên làm ra quyết định rất nhanh nghe được tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài tiếng bước chân kia rất nhẹ nhàng lộ ra một tia linh động hiển nhiên là tần nguyệt đưa bữa ăn sáng đến rồi mỗi ngày có tần nguyệt chiếu cố nấu cơm sinh hoạt còn thực là không tồi chỉ là kỹ thuật nấu nướng của nàng kém một chút chờ sau này dạy nàng một chút để cho nàng biết cái gì gọi là thần cấp kỹ thuật nấu nướng. Lý Hiên buông xuống bút vẽ, đi tới cửa mở cửa ra, rất nhanh thấy Tiểu Tần Nguyệt từ đằng xa đi tới, lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Sư Tôn, ta đưa bữa ăn sáng đến cho ngươi nè." Tần Nguyệt cười ngọt ngào nói. "Vào đi, vừa vặn đói bụng rồi." "Được rồi Sư Tôn, đúng rồi, ta trên đường tới cảm giác khí huyết cuồn cuộn, sau đó đột phá đến luyện thể tầng 7." Tần Nguyệt vui vẻ nói rất lợi hại. Lý Hiên khen ngợi xoa xoa đầu nhỏ Tần Nguyệt, đối với tốc độ tăng lên của nàng hết sức hài lòng. May mà có đan dược của sư tôn, nếu như không phải vì sư tôn. Ta phỏng chừng phải hai tháng sau mới có thể đột phá đấy. Bên trong ánh mắt Tần Nguyệt mang theo cảm kích nói. Đây đều là sư phụ nên làm, được rồi, đan dược nếu như không đủ cứ việc cùng ta nói, ta lại luyện chế giúp ngươi một chút. Được rồi sư tôn, ôi chao. Sư tôn muốn vẽ tranh sao? Tần Nguyệt thấy giấy vẽ cùng bút vẽ trên bàn sách, có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng, gần đây rảnh rỗi vô sự, vẽ một chút, chờ chút nữa đưa ngươi một tấm. Tạ ơn sư tôn. Ăn sáng xong. Lý Hi ngồi ở trước bàn đọc sách hội họa, bằng vào tư chất tuyệt phẩm kiếm tu, vừa hội họa, vừa cảm ngộ. Bên kia. Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ còn có hạnh nhi ba mỹ nữ, các bạn đi ra ngoài thành, các nàng chuẩn bị đi lạc nhật sơn cốc, săn giết sinh vật ô nhiễm càng cường đại hơn. Lúc này, Tần Nguyệt nghĩ đến chuyện Lý Hiên vẽ tranh, không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Hạnh Nhi. Hạnh Nhi tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là một vị thiên tài hội họa, giỏi hội họa vô cùng đúng không? Đúng, ta 3 tuổi học hội họa, năm nay ta 26 tuổi, đã học 23 năm, trình độ hội họa đã sớm đạt đến đại sư cấp. Cách tông sư cấp cũng không xa, là thiên tài hội họa giỏi nhất gia tộc, ngươi vì sao đột nhiên hỏi tới cái này, Hạnh Nhi thanh âm trong trẻo, vóc người cao gầy có lồi có lõm, lộ ra rất có mỹ cảm. Là như vậy, ta ngày hôm nay thấy sư tôn chuẩn bị vẽ, ta cũng muốn biết một chút kiến thức hội họa, sau đó bồi bạn sư tôn cùng vẽ. Trong con ngươi tinh khiết của Tần Nguyệt lộ ra vẻ thẹn thùng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Ngươi đây đã hỏi đúng người rồi, cái khác không dám hứa chắc, nhưng ở phương diện hội họa, bạn cùng lứa tuổi không người vượt qua ta, dù sao ta chuyên môn học hội họa 23 năm, trong lúc này thời gian ta bỏ ra, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cho nên hội họa hỏi ta ngươi coi như là hỏi đúng người hạnh nhi đắc ý mở miệng giữa lông mày tất cả đều là tự tin tự tin như vậy lúc trước ngươi âm thầm cùng sư tôn so tài đều thua rất thảm đây tống tiểu mỹ tự vạch áo cho người xem lưng nói khục khục phương diện khác ta quả thật học nghệ không tin nhưng phương diện hội họa ta tuyệt đối là mạnh nhất ta chẳng những có thể dạy dỗ các ngươi còn có thể giáo dục lý hiên Hạnh Nhi tràn đầy tự tin, hận không thể lập tức biểu diễn kỹ năng hội họa của mình. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng sư tôn càng thêm lợi hại đây. Tống Tiểu Mỹ phản bác. "Không, một điểm này ngươi yên tâm, Lý Hiên coi như thiên tư bất phàm, nhưng hắn không có bao nhiêu thời gian học tập, Lý Hiên số tuổi là 17 tuổi. 17 tuổi Lý Hiên là khí huyết phong ấn sư, là khí huyết luyện đan sư, còn là thần tiễn thủ, cấp bậc luyện thể cũng rất cao." Khách mọi mặt đều nói rõ sư tôn các ngươi rất lợi hại. Nhưng học tập nhiều đồ như vậy, cũng tiêu hao thời gian dài, hắn căn bản không có thời gian học tập hội họa, mà ta, học tập trồng rã 23 năm. Đây là chênh lệch thật lớn, hơn nữa tư chất phương diện hội họa của ta tốt vô cùng, cho nên ta mới tràn đầy tự tin. Hạnh Nhi nghiêm túc giải thích. Ra là như vậy, theo như vậy mà phân tích, sư tôn quả thật không có bao nhiêu thời gian học tập hội họa tống tiểu mỹ công nhận gật đầu đây là khẳng định các ngươi đừng quên hắn còn phải áp tiêu áp tiêu cũng sẽ tiêu hao thời gian ta phân tích hắn hẳn là vừa mới bắt đầu học tập hội họa lúc này hắn khẳng định biết rất ít các ngươi không phải là rất muốn trợ giúp sư tôn các ngươi sao bây giờ các ngươi trước tiên có thể cùng ta học tập hội họa đến lúc đó dạy cho sư tôn các ngươi phụ trợ lý hiên tiến bộ như vậy hắn khẳng định thật cao hứng hạnh nhi nghiêm túc nói dường như rốt cuộc cảm giác ở một phương diện khác mạnh hơn lý hiên cả người cũng đều tràn đầy hăng hái thật giống như có chút đạo lý tần nguyệt cùng tống tiểu mỹ bị dao động cộng thêm các nàng muốn báo đáp lý hiên cho nên gật cái đầu nhỏ đồng ý tốt lắm chúng ta mau đi sơn cốc rèn luyện đến lúc nghỉ ngơi chúng ta liền hội họa trên đất ta dạy cho các ngươi kỹ xã hội họa trụ cột nhất được rồi hạnh nhi tỷ ba người vừa nói vừa nhanh chóng hướng sơn cốc chạy đi Chuẩn bị mau sớm hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, học tập hội họa. Bạch Vân tiêu cục. Lý Hiên tay phải cầm bút vẽ hội họa ở trên tờ giấy trắng, thông qua kinh nghiệm huyết phân thân phản hồi về tới, Lý Hiên phát hiện ý niệm câu thông của mình cũng có thể phụ trợ chính mình tu hành. Ý niệm câu thông có thể mang kiến thức cùng cảm ngộ của mình truyền cho các đệ tử, đây có thể nói là một cái năng lực truyền tinh phi thường mạnh mẽ. Lúc trước huyết phân thân có thể đem cảm ngộ lưu lại trong tranh chính là thông qua cái năng lực này mà thực hiện. Lý Hiên cũng có thể làm được điều này, chẳng qua là khi vẽ tranh vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, giấy vẽ đột nhiên nứt vỡ, hiện ra mấy chục đạo vết rách. Đáng tiếc. Lý Hiên mang giấy vẽ hư thiêu hủy, lần nữa lại đem tới một tấm giấy vẽ, cao mày suy tư. Thiên phú kiếm tu của ta quá cao, cảm ngộ hiểu biết đối với tinh thần kiếm pháp sâu hơn, khiến giấy trắng phổ thông không thể chịu đựng phần cảm ngộ này ngược lại thì huyết phân thân chỉ thừa kế rất ít thiên phú và lực lượng của ta, mới có thể đem cảm ngộ lưu vào trên tờ giấy trắng. Lý Hiên dễ dàng phân tích ra nguyên nhân, suy nghĩ có muốn hay không đổi một ít giấy trắng. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với người tu tiên, người tu tiên trồng trọc linh mễ, chế tạo linh giấy có năng lực cánh chịu mạnh hơn, rất thích hợp hắn dùng để hội họa. Chờ lát nữa thông qua cửa tiệm thu mua một ít linh giấy, bây giờ trước tiên lưu lại số ít cảm ngộ ở trên tờ giấy trắng đi, chờ đã, ta trước tiên có thể thử phong ấn. Lý Hiên là phong ấn tông sư, đối với phong ấn thuật có thể nói là rõ như lòng bàn tay, bây giờ vừa vặn đem ra luyện tay. Nghĩ đến liền làm. Lý Hiên vừa suy nghĩ vừa hội họa từ từ, lợi dụng ý niệm câu thông đem cảm ngộ của chính mình đối với phong ấn thuật lưu lại ở trên tờ giấy trắng. Lần này lưu lại vô cùng thuận lợi, Lý Hiên ung dung lưu lại cảm ngộ, thậm chí ở bên trong bức vẽ thêm vào càng ngày càng nhiều phong ấn ước chừng hội họa 2 giờ, một bức vẽ mỹ nữ rốt cuộc hội họa xong, Lý Hiên lúc này mới dừng lại hội họa. Hô! Thật đúng là hao phí tinh khí thần, chẳng qua cuối cùng hoàn thành. Lý Hiên nhìn tranh mỹ nữ trên tờ giấy trắng. Trong tranh địa điểm là Bạch Vân Tiêu Cục, là bóng người xinh đẹp của Tần Nguyệt sách hộp đựng thức ăn, đón ánh sáng mặt trời, lộ nụ cười ngọt ngào, mỗi ngày đưa cơm. Trong tranh Tần Nguyệt vô cùng khả ái, da thịt trắng noãn, vóc người mảnh khảnh, nhất là một đôi mắt to, tinh khiết thật giống như giấy trắng kia. Nhìn Tần Nguyệt trong tranh, nhìn tư thái dịu dàng sách hộp đựng thức ăn của nàng, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, chờ Tần Nguyệt trở lại sẽ đưa cho nàng. Lý Hiên thu cất tranh vẽ, cuộn lại bỏ vào trong hộp, sau đó trở lại phòng ngầm dưới đất, ăn một viên cực phẩm luyện tạng đan, tiếp tục vận chuyển khí huyết, tăng thực lực lên. Thời gian qua đi, đảo mắt đi tới hoàng hôn bên trên đường phố trong Bạch Vân Thành. Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi kết bạn đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện vẽ tranh. Kỹ xảo hội họa của Hạnh Nhi tỷ thật giỏi, ta cảm giác tiếp tục học tiếp, ta cũng có thể vẽ ra tranh vẽ tinh xảo xinh đẹp. Tống Tiểu Mỹ vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, ta dù sao học tập 23 năm, trình độ hội họa siêu cấp cao, so với thuộc phong ấn của ta mạnh mẽ gấp mấy lần. Hạnh Nhi tràn đầy tự tin nói. Ta đây có thể mang những kỹ xảo này nói cho sư Tôn sao? Ta nói là hôm nay, ta muốn mau sớm trợ giúp sư Tôn nắm giữ cách vẽ. Tần Nguyệt không nhịn được hỏi ra. Ngươi cũng quá quan tâm Lý Hiên đi, ngươi mới học một chút kỹ xảo như vậy, liền nghĩ tới Lý Hiên. Hạnh Nhi bất đắc dĩ mắng thầm. Sư. Sư Tôn giúp chúng ta nhiều như vậy, ta cũng muốn giúp sư Tôn. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Được được được, vậy thì dậy đi có muốn hay không ta cùng đi cùng đi cũng được dù sao trình độ hội họa của ngươi cao như vậy nhỡ như ta đem kỹ xảo nói sai rồi ngươi cũng có thể sửa chữa tần nguyệt suy nghĩ một chút gật đầu được vậy thì đi tìm lý hiên hạnh nhi gật đầu một cái trong lòng cũng có chút mong đợi lúc trước nàng bị lý hiên nói là xấu xí hạnh nhi đến bây giờ còn nhớ đây lần này đi qua nàng phải lấy tư thái nữ sư phụ trên cao nhìn xuống dậy dỗ lý hiên một phen về sau Lý Hiên thấy nàng nói không chừng còn phải xưng hô là nữ sư phụ đấy. Nghĩ đến Lý Hiên bình thường cao ngạo, đa tài đa nghệ như thế, lại gọi mình nữ sư phụ, hạnh nhi liền kích động vạn phần, trái tim nhỏ đều nhảy loạn bình bịch. Nghĩ tới đây, hạnh nhi hận không thể lập tức tìm tới Lý Hiên, dạy dỗ Lý Hiên. Ôm tâm tình kích động như vậy, hạnh nhi cùng tần nguyệt các nàng rốt cuộc trở lại bạch vân tiêu cục, gõ cửa phòng Lý Hiên. Vào đi. Lý Hiên mới vừa từ tầng hầm đi ra, nghe được tiếng gõ cửa liền kêu các nàng đi vào. "Sư Tôn, cái này là hỏa linh dịch hôm nay." Tần Nguyệt mang bình sứ nhỏ chứa hỏa linh dịch, trước tiên giao cho Lý Hiên, đang mong đợi Lý Hiên khen ngợi. "Tốt lắm, những ngày qua ngươi cực khổ, bức họa này tặng cho ngươi." Lý Hiên mang một cái hộp đưa cho Tần Nguyệt, trong cái hộp này chính là bức họa trước kia. "Tạ ơn sư Tôn." Tay nhỏ của Tần Nguyệt liền vội vàng nhận lấy cái hộp vui vẻ mắt to đều cong thành trăng lưỡi liềm. Trong cuộc đời của nàng lần đầu tiên được lễ vật, nhất là lễ vật sư tôn tặng, tâm tình của nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Tống tiểu Mỹ bên cạnh lộ ra thần sắc hâm mộ, nghiêng đầu qua biểu môi nhìn về phía Lý Hiên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần phình thành bánh bao. Bị một tiểu Mỹ nữ u quán nhìn, còn là đệ tử của mình, Lý Hiên thật đúng là có chút bất đắc dĩ, trọng điểm chính mình còn bên nặng bên nhẹ chủ yếu là hắn chỉ mới nghĩ tới tần nguyệt trong lúc nhất thời quên tống tiểu mỹ bây giờ chỉ có thể bổ túc nói chờ sau này cũng giúp ngươi vẽ một bức tạ ơn sư tôn tống tiểu mỹ tâm tình trong nháy mắt từ âm u chuyển thành tình tứ răng hổ nhỏ đều lộ ra bên cạnh hạnh nhi bất đắc dĩ nhìn tần nguyệt cùng tống tiểu mỹ cảm giác hai tiểu nha đầu này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn chẳng qua là đưa hai bức vẽ đều cao hứng đến như vậy trọng điểm tranh này khả năng vẫn còn tương đối xấu xí, Hạnh Nhi chỉ có thể than thở địa vị của Lý Hiên trong lòng ở hai tiểu nha đầu đủ cao. Tiên Đệ tử diệt phàm của Ngài Nhân Họa Đắc Phúc, thực lực tăng vọt đến luyện thể bốn tầng. Tiên Ngài đạt được hai hạng khen thưởng, chuẩn bị phát ra. Ừm, Lý Hiên nghe được thanh âm nhắc nhở trong lòng vui mừng, liền vội và nhìn về phía tầng nguyệt các nàng. Các ngươi đi về trước đi, ta có chút chuyện. Được rồi sư tôn. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ không có hỏi chuyện gì, vô cùng ngoan ngoãn rời đi nhà, chỉ có Hạnh Nhi có chút không cam lòng. Nàng còn nghĩ đến dạy dỗ Lý Hiên, làm nữ sư phụ đây, kết quả còn chưa bắt đầu, phải đi, trong lòng tự nhiên rất buồn rầu. Nhưng Tần Nguyệt các nàng đều đi, Hạnh Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đi về trong phòng nhỏ cách vách. Đi tới phòng nhỏ. Hạnh Nhi không nhịn được nói, các ngươi không phải là muốn dạy dỗ Lý Hiên hội hòa sao? kết quả còn chưa bắt đầu liền đi ra sư tôn có chuyện chúng ta không thể quấy nhiễu sư tôn tần nguyệt liền vội vàng giải bày đúng nha đúng nha chờ sư tôn hết bận chúng ta lại đi tìm sư tôn không gấp tống tiểu mỹ công nhận gật đầu các ngươi a à, quên đi quên đi ngược lại về sau ta có rất nhiều cơ hội làm nữ sư phụ khục khục hạnh nhi phát hiện mình không cẩn thận nói lỡ miệng đem điều mình nghĩ nói ra vội vàng ho khang hai cái nói sang chuyện khác tần nguyệt lý hiên đưa cho ngươi tranh vẽ ngươi phải có chuẩn bị tâm lý khả năng vẽ sẽ không quá dễ nhìn ta biết chỉ cần là sư tôn tặng cho ta coi như rất xấu ta cũng vui vẻ tần nguyệt ngọt ngào nói ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy thật là ngu ngốc một cách đáng yêu hạnh nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp mau mở ra xem một chút đi ta cũng muốn nhìn một chút được Tần Nguyệt gật cái đầu nhỏ một cái, ôm mong đợi sâu đậm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra lễ vật Lý Hiên đưa cho nàng, từ trong hộp lấy ra một cuộn tranh. Nàng mang cuộn tranh để lên bàn, từ từ mở ra. Hơi tùy ý mở ra rồi, mắt to của Tần Nguyệt trực tiếp trợn tròn, giống như mèo nhỏ ngây ngô mà ngẩn người tại chỗ. Bộ dạng tống tiểu Mỹ bên cạnh cũng không khác, trong nháy mắt khi nhìn đến bức họa trên bàn, nàng cả người đều cứng lại, giống như hóa đá không nhúc nhích. Các ngươi sao thế, Hạnh Nhi khoảng cách khá xa, không thấy nội dung tranh vẽ, phát hiện Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đều ngay tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu lại. Hạnh Nhi tỷ, ngươi. Ngươi mau nhìn xem tranh vẽ, mau. Tống Tiểu Mỹ liền vội vàng gọi Hạnh Nhi. Nhìn tranh vẽ. Chẳng lẽ rất đẹp mắt. Tranh vẽ dễ nhìn đi nữa cũng không nên có phản ứng lớn như vậy chứ, Hạnh Nhi không xem vào đâu, nàng đến từ đại gia tộc, kiến thức rộng có 23 năm kinh nghiệm hội họa, xem vô số tranh vẽ, trên căn bản tranh vẽ danh gia nàng đều thấy. Bây giờ thấy bộ dáng ngẩn người của Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không coi là chuyện đáng kể, ngược lại đưa ánh mắt của hội họa đại sư nhìn sang. Đi tới bên cạnh bàn, Hạnh Nhi cúi đầu xuống, nhìn về phía bức họa trên bàn kia. Kết quả thoáng nhìn một cái, nàng cũng trợn tròn mắt, như là gặp ma đứng tại chỗ. Thật lâu sau nàng mới phản ứng được, sau đó lại nhìn kỹ lại, chờ nhìn thấy người ký tên trong tranh vẽ là Lý Hiên rồi, Hạnh Nhi tâm tình kích động nói: "Đây lại thật là Lý Hiên vẽ. Điều này sao có thể? Tranh này kỹ năng thật lợi hại quá, loại họa kỹ này tuyệt đối là tông sư hội họa đứng đầu, ở đại hạ quốc thậm chí có thể xếp số 1. Xếp hạng thứ nhất. Lợi hại như vậy sao?" Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, nàng cảm thấy bức họa này rất lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đúng vậy, các ngươi xem Tần Nguyệt trong tranh kìa, giống như đúc, trông rất sống động, vô luận là thần thái hay là động tác, y như thật. Ta cảm giác Tần Nguyệt trong tranh, thật giống như sẽ tùy thời đi ra vậy, quá chân thực. Hạnh Nhi bị chấn động, cả người đều cả kinh đến mức kích động, dùng ánh mắt khó có thể tưởng tượng, nhìn bức họa này. Thân là hội họa đại sư, nàng biết càng nhiều, biết chỗ hay của kỹ năng càng nhiều, cho nên nàng rất nhanh nhìn thấu trên lệch cảnh giới của bức họa này. Điều này cũng làm Hạnh Nhi càng khiếp sợ, bởi vì bức họa này phá vỡ thế giới quan 23 năm hội họa của nàng, khiến cho nàng biết được một cái thế giới hội họa mới. Điều này cũng khiến cho nàng kinh ngạc hơn so với bọn các nàng Tần Nguyệt, càng cảm thấy rung động, thậm chí cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không được, ta cần yên lặng một chút, sư tôn các ngươi thật lợi hại, đơn giản không phải là người Hạnh Nhi che cái trán, có chút chịu đã kích nói. Là người, còn là người tốt nhất. Tần Nguyệt trước tiên bảo vệ Lý Hiên. Ta không phải là mắng hắn, mà là hắn quá yêu nghiệt, lúc trước ta cho là hắn không có thời gian hội hòa. họa, họa kỹ khẳng định không tốt, kết quả không nghĩ tới, họa kỹ của hắn lại lợi hại như vậy, đây quả thực lực đổ thế giới quan của ta không được, ta cần nghỉ ngơi một chút, trấn an tâm tình của mình một chút. Hạnh Nhi hít thở sâu vài hơi, cố gắng hồi phục tâm tình của mình, nhưng nghĩ đến Lý Hiên vẽ giỏi như vậy, nghĩ đến Lý Hiên đa tài đa nghệ như vậy, nàng liền bị đả kích. Mấu chốt nàng mỗi lần âm thầm cùng Lý Hiên so tài, sau mỗi lần phân tích xong chính mình chắc chắn thắng lợi. Kết quả sau đó chính mình liền thất bại, mấu chốt Lý Hiên còn không biết chuyện này. Loại quá trình bị đánh bại trong vô hình này, khiến cho trong lòng Hạnh Nhi rất là khó chịu, buồn rầu đến muốn đập đầu vào tường. Từ khi gặp phải sư tôn các ngươi, ta cảm giác đầu óc của mình cũng không đủ dùng, Mỗi lần đều ngoài dự liệu của ta Mỗi lần ta đều thua Ta nhưng là người tu tiên Mấu chốt Lý Hiên mới 17 tuổi Ta học tập hội họa 23 năm Tuổi tác so với hắn còn lớn hơn Kết quả hắn vẽ giỏi hơn ta gấp mấy chục lần Thật là người so với người làm người ta tức chết Lý Hiên chính là một yêu nghiệt Chính là một quái vật Hạnh nhi tức giận bất bình Trong lòng đã bị đã kích Thậm chí cảm giác đầu óc của mình quá nhỏ Còn cần phát triển nhiều hơn Hạnh nhi tỷ đừng thương tâm Sư Tôn cho tới bây giờ đều là lợi hại nhất, bị đã kích thì tập quen dần là được." Tần Nguyệt khuyên giải nói. "Ta." Hạnh Nhi nghe nói như vậy càng buồn bực, trong lòng nói ngươi đây nào phải là khuyên giải, càng khuyên giải càng khó chịu. Quả nhiên sư Tôn chính là lợi hại, ngày mai ta nhất định tìm sư Tôn, giúp ta vẽ một bức họa." Tống Tiểu Mỹ mong đợi nói. "Lúc đi mang ta theo." Hạnh Nhi đột nhiên nói. "Sao cơ?" ngươi còn dự định dạy dỗ sư tôn vẽ tống tiểu mỹ mờ mịt không ta chỉ là muốn đi theo hắn học tập cách vẽ hắn yêu nghiệp như vậy ta nào có tư cách dạy dỗ hắn hạnh nhi buồn bực thở dài nói cũng phải tống tiểu mỹ cùng tần nguyệt đồng thời gật đầu tư thái tán đồng hạnh nhi bên kia lý hiên ngồi ở trước bàn đọc sách mở ra tiểu phụ trợ kiểm tra tin tức Diệp Phàm lên cấp đến luyện thể tầng 4. Tiên Đệ tử lục trường sinh của ngài được hắc hoàng chỉ điểm, trình độ kiếm pháp tăng lên trên diện rộng. Tiên Huyết phân thân số 1239 của ngài thưởng thức thực vật không biết, trúng độc mà chết. Tiên Đệ tử Diệp Phàm của ngài lầm ăn nấm độc kịch độc thần bí, sau chốc lát đau đớn, nhân họa đắc phúc, liên tiếp đột phá hai lần, đạt tới luyện thể bốn tầng. Không hổ là thiên mệnh chi tử, ăn nấm kịch độc lại không có chết, còn tăng lên 2 tầng thực lực. Lý Hiên có chút hâm mộ, thật sự là thiên mệnh chi tử vận mạng quá tốt, ngược lại huyết phân thân của hắn lại bỏ mình rất quan. Từ khi có miễn dịch bệnh độc, Lý Hiên liền để cho huyết phân thân thử nghiệm học tập phân biệt dược vật, biết thêm càng nhiều thực vật không nhận biết ở giả ngoại. Các huyết phân thân mặc dù chỉ thừa kế số ít của miễn dịch bệnh độc, nhưng như cũ thu được đề kháng vi khuẩn có thể chống cự phần lớn độc tố. Kết quả không nghĩ tới, huyết phân thân có tính chất kháng độc bị độc chết, ngược lại dịp phàm ăn nấm kịch độc, tăng lên hai tầng tu vi. Loại trên lệch này, khiến cho Lý Hiên cảm nhận sâu sắc được là thiên mệnh chi tử khó chơi, đồng thời cũng vui mừng chính mình thu đồ đệ thật sớm. Đáng tiếc còn dư lại tên thiên mệnh chi tử kia từ đầu đến cuối không tìm được, huyết phân thân số lượng nhiều như vậy, như cũ không tìm được. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó không để ý tới nữa, ngược lại sau khi Diệp Phàm tăng thực lực lên, hệ thống lấy được khen thưởng. Tiên Chúc mừng ngài đạt được năng lực khen thưởng, chế tạo tông sư. Tiên Chúc mừng ngài lấy được thưởng, linh căng tăng lên một tầng, linh căng của ngài đạt tới cực phẩm lôi linh căng. Tiên, Lý Hiên, tư chất võ học tuyệt phẩm lực, luyện thể tầng 10 lần căng, cực phẩm lôi linh trạng bị động, hòa hợp tự nhiên, miễn dịch bệnh độc, bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành. Thiên phú, ý niệm câu thông, góc nhìn thượng đế, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, thiên sinh thần lực, mắt ưng. Năng lực, chế tạo tông sư, tông sư luyện đan khí huyết, tông sư phong ấn khí huyết, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ, thần cấp kỹ thuật nấu nướng, thần cấp hội họa. Đệ tử, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Theo thanh âm nhắc nhở máy móc, trong đầu Lý Hiên tràn vào số lớn kiến thức. Những kiến thức này, bao hàm mọi phương diện chế tạo, vũ khí, khôi giáp, công cụ, bao gồm quá trình chế tạo huyền kim vũ khí đều có. Những kiến thức này vô cùng phong phú, Lý Hiên hấp thu thời gian thật dài mới hấp thu xong, đồng thời thu hoạch tràn đầy. Thu hoạch tốt, ta rất hài lòng với năng lực chế tạo tông sư, dĩ nhiên ta hài lòng cực phẩm lôi linh căng hơn, cuối cùng đã tới cực phẩm, quá tốt. Trong mắt Lý Hiên lấp lánh ánh sao, nhiều lần nhìn về phía cực phẩm lôi linh căng trên bảng số liệu, cảm giác đường tu tiên trong tương lai của mình, bừng sáng. Sắp rồi, người bình thường muốn từ luyện thể tầng 10 đạt tới luyện thể tông sư, khả năng cần 20-30 năm, mà ta là tư chất võ học tuyệt phẩm, ta muốn từ luyện thể tầng 10 đến luyện thể tông sư, dưới phụ trợ của đan dược, khả năng chỉ cần 3-4 tháng, thậm chí ngắn hơn, đây chính là hiệu quả của tư chất cộng thêm đan dược lý hiên tâm tình kích động vừa nghĩ tới chính mình ba bốn tháng sau liền có thể thành người tu tiên hắn liền vô cùng vui vẻ mong đợi không dứt cũng tại lúc này thanh âm nhắc nhở máy móc của tiểu phụ trợ lại một lần nữa vang lên tiên mười tên huyết phân thân đi triệu gia thôn gặp gỡ tập kích không biết toàn bộ tử vong ừm lại chết chuyện gì xảy ra lý hiên nghiêm túc nhanh chóng kiểm tra trí nhớ cuối cùng mà 10 tên huyết phân thân kia truyền về. Bạch, trí nhớ bắt đầu hiện ra, trong đầu Lý Hiên xuất hiện cảnh tượng vài tên huyết phân thân thấy trước khi tử vong. Chỉ thấy chúng nó đang trên đường đi về hướng triệu gia thôn, lúc đi lại trên đường núi ở cách thôn chỉ có mấy trăm mét, đột nhiên có một tên huyết phân thân chết. Tiếp đó tên thứ hai chết đi, tên thứ ba chết đi, tên thứ tư chết đi. Huyết phân thân không có dấu hiệu nào chết đi, không nhìn thấy địch nhân, cũng không có nhận ra được các loại đồ vật như khí độc. Bọn họ chính là không giải thích được bị giết, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Xong, sau khi Lý Hiên nhìn xong trí nhớ huyết phân thân chết đi, mơ hồ phát hiện một chút manh mối. Dưới tình huống không tìm được địch nhân, huyết phân thân lựa chọn phân tán chạy trốn, kết quả như cũ bị giết chết từng người từng người. Ở khi huyết phân thân cuối cùng tử vong, chớp mắt khi sắp nhắm mắt lại, thấy được trong không khí loáng thoáng phiêu đảng từng tia hắc khí giống như có một địch nhân không thấy được, đưa từng tên huyết phân thân giết chết, mà tên địch nhân này dường như có thể bay đi, có thể không tiến động giết người. Là quỷ dị? Hay là quỷ quái? Hay là yêu ma? Hay là sinh vật ô nhiễm thần bí gì? Chân mày Lý Hiên cau lại, cảm giác chung quanh triệu gia thôn rất nguy hiểm, trong lòng do dự có nên tiếp tục phái huyết phân thân hay không? Trước không nóng vội phái huyết phân thân, biết rõ địch nhân đã kích huyết phân thân rồi hãy nói lý hiên nghĩ tới hạnh nhi chuẩn bị hướng nàng mua một ít sách cùng tài liệu của người tu tiên nhìn một chút xem trong sách tu tiên có tin tức liên quan hay không đồng thời lý hiên lại truyền đạt chỉ thị cho huyết phân thân ra lệnh cho một bộ phận huyết phân thân có thời gian rảnh đi bên trong tiệm sách các thành trì lớn tìm tài liệu liên quan theo mệnh lệnh lý hiên truyền đạt các huyết phân thân bận rộn lên bọn họ từng tên một bắt đầu hành động đi đủ loại tiệm sách thăm dò nơi nào có sách liên quan tới người tu tiên. Trừng rậm lạc dịp. Năm tên huyết phân thân cương đao trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm giữa sân, nhìn chầm chầm một tên đào phạm trên mặt đầy rỗ Ngô mặt Rỗ ngươi là đầu hàng, hay là chúng ta mang theo đầu của ngươi trở về, ta, ngô mặt rổ nghe nói như vậy, nhìn một chút con ngươi băng lãnh của huyết phân thân, hắn biết, nếu như chính mình dám cự tuyệt, đầu trong nháy mắt sẽ dọn nhà cho nên ngô mặt rỗ lập tức nhận thua nói, mấy vị du hiệp tha mạng, ta đầu hàng, ta nguyện ý cùng các ngươi trở về chịu quan phủ định tội. Như vậy là tốt nhất, huyết phân thân số 7.000 lạnh nhạt trả lời một câu, trói chặt cánh tay ngô mặt rỗ, nắm một đầu sợi dây khác hướng ngoài rừng rậm mà đi. Cũng vào thời khắc này, năm tên huyết phân thân tiếp thu được mệnh lệnh của Lý Hiên, bọn họ tập thể ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía ngô mặt rỗ phụ cận nơi nào có tiệm sách tốt nhất là sách có quan hệ với người tu tiên nói tiệm sách ngô mặt rỗ đang gục đầu đột nhiên nghe được vấn đề này trong nháy mắt mờ mịt nhưng khi ngẩng đầu lên thấy năm đôi con ngươi băng lãnh ngô mặt rỗ bị dọa sợ đến vội vàng nói cổ nguyệt thôn có một tiệm sách cổ truyền thừa thật lâu bên trong thu giữ đủ loại sách sách quý sách của người tu tiên cũng có một chút mấy vị du hiệp đại nhân các ngươi có thể đi cổ nguyệt thôn nhìn một chút cổ nguyệt thôn là cái thôn chúng ta đi ngang qua lúc đuổi bắt ngươi khuyết phân thân số 7.000 lần nữa hỏi đúng vậy du hiệp đại nhân chính là cái thôn đó ngô mặt rỗ quýnh lên vội vàng giải thích rất sợ giải thích chậm mấy tên du hiệp này sẽ làm thịt hắn đi đi cổ nguyệt thôn Tiết thất thiên nói xong tay phải xách sợi dây nhanh chóng hướng phương hướng cổ nguyệt thôn phóng tới ngô mặt rỗ mặc dù chỉ bị trói chặt hai tay hai chân có thể chạy nhanh nhưng hắn kinh ngạc phát hiện vài tên du hiệp này tốc độ siêu cấp nhanh hắn căn bản theo không kịp phải biết hắn chính là tiểu cao thủ luyện thể tầng 3, tốc độ càng là sở trường của hắn nhưng bây giờ hắn ngay cả đuổi theo đều làm không được đủ để chứng minh năm tên du hiệp cường đại đáng ghét ta không phải là trộm một khoản tiền thôi sao lại để cho du hiệp hung tà như vậy tới bắt ta còn là năm tên du hiệp ta có oan hay không mua mặt rỗ buồn bực không thôi cảm giác mình đơn giản là hết sức xui xẻo ở bên trong buồn rầu như vậy bọn họ tiếp tục chạy nhanh rất nhanh ở ven đường thấy được một đoàn xe một đoàn xe ngừng ở trên đường mấy vị du hiệp hảo hán đừng đi về phía trước cổ nguyệt thôn trước mắt xảy ra chuyện thủ lĩnh đoàn xe thấy năm tên huyết phân thân có lòng tốt nhắc nhở đã xảy ra chuyện gì huyết phân thân dừng lại hỏi là năm con hát lan vương ô nhiễm chỉ huy trên trăm con hát lan phổ thông đang tấn công cổ nguyệt thôn các ngươi đi qua rất nguy hiểm trước ở nơi này chờ người của quan phủ đi thủ lĩnh đoàn xe khuyên giải nói sinh vật ô nhiễm tấn công cổ nguyệt thôn huyết phân thân hiếp mắt một cái nói đa tạ đã báo chúng ta đang muốn đi cổ nguyệt thôn sẽ không dừng lại thêm dứt lời huyết phân thân mang theo ngô mặt rỗ tiếp tục chạy nhanh tốc độ nhanh hơn một phần đừng ta không muốn đi đây chính là sinh vật ô nhiễm a quá quá nguy hiểm ta không muốn đi Ngô Mặc Rỗ thấy năm tên du hiệp này chạy thẳng tới cổ Nguyệt thôn, bị dọa sợ đến vội vàng kêu khóc, mặt đều bị dọa trắng bệch. Người khác gặp phải sinh vật ô nhiễm đều đi trốn, kết quả năm vị du hiệp này thì hay rồi, lại chạy thẳng tới cổ Nguyệt thôn, đây quả thực là lấy mạng ra đùa. Cho nên Ngô Mặc Rỗ quấn lên vội giải dụa, kêu cha gọi mẹ tỏ vẻ không muốn đi qua. Lúc này một thanh cương đao gác ở trên cổ của Ngô Mặc Rỗ, sau đó thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói thêm câu nào, chém đầu của ngươi, a, à, ngô mặt rỗ an tĩnh, ngậm chặt miệng, cả người đều bị dọa sợ đến cũng không dám lại lên tiếng. cổ Nguyệt thôn, tiếng sói tru liên tiếp. thôn trưởng mang theo các thôn dân đều tụ tập ở cửa thôn, nhìn cửa chính của thôn hư hại càng ngày càng nghiêm trọng, trong mắt thôn trưởng chỉ còn lại tuyệt vọng. người của quan phủ còn bao lâu có thể chạy tới? Thông trưởng không nhịn được nói, đã phái người đi cầu cứu, dựa theo lộ trình một giờ thì có thể chạy tới. Thôn dân quýnh lên vội vàng giải thích. Một giờ. Quá chậm, chờ quan phủ chạy tới, cổ nguyệt thôn chúng ta liền không còn. Thôn trưởng run rẩy nói, thấy bầy sói sắp muốn xông phá cửa chính của thôn, thôn trưởng càng ngày càng tuyệt vọng. Cũng tại lúc này. Một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên ở cổ nguyệt thôn. Có người đến, có cường giả đến rồi, ông trời của ta ơi, bọn họ thật là mạnh, trong nháy mắt liền dùng cung tên bắn chết năm con hát lan cái gì thôn trưởng nghe nói như vậy sững sờ vội vàng chạy đến trên đài cao phía sau vách tường nhìn về phía ngoài thôn vừa thoáng nhìn một cái hắn cũng giật mình chỉ thấy bên ngoài thôn năm tên nam tử mang theo khăn mặt màu đen mặc phục sức du hiệp đang nhanh chóng chạy nhanh bọn họ vừa chạy vừa dương cung lắp tên bắn về phía bầy hát lan ngoài cổ nguyệt thôn năm người này cung thuật vô cùng giỏi gần như là mũi tên nào mũi tên nấy toi mạng, chẳng qua là chốc lát thời gian, đã có 30 con hắc lan chết đi. Làm thôn trưởng kinh ngạc chính là, năm tên thợ săn tiền thưởng này một mực công kích, sau khi đến gần bầy hắc lan trực tiếp vứt bỏ cung tên, cầm song đao tiến vào bầy hắc lan Năm người thực lực phi thường cường hoành, như mảnh hổ xuống núi mà tiến vào bầy sói, điên cuồng chém đầu, trường đao càng là đao đao toi mạng dưới ánh sáng rét lạnh. Năm người giống như cổ máy giết chóc, chẳng qua là chốc lát thời gian liền dết xuyên qua bầy sói, sau đó sẽ lại dết vào bầy sói, chém dết điên cuồng. Phương thức chiến đấu của năm người uy mãnh vô song, người trong thôn nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, sùng bái không thôi. Chờ thôn trưởng mang theo thôn dân chạy đến, muốn trợ giúp, chiến đấu bên ngoài đã kết thúc. Ừm, không phải nói có sinh vật ô nhiễm sao? Làm sao không thấy? Có một huyết phân thân cao mày nói. Khục khục khục. Thông trưởng mới vừa chạy tới nghe nói như vậy, thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, hắn không nhịn được nói. Mấy vị đại hiệp, hắc lan vương ô nhiễm, ngay tại dưới chân các ngươi. Dưới chân? Quá yếu, một đau liền chết, ta còn tưởng rằng là hắc lan phổ thông. Viết phân thân vô tội nói. Chuyện này. thông trưởng nghe nói như vậy có chút bị đả kích. Hắn rất muốn nói, đây chính là sinh vật ô nhiễm A, còn là Lan Vương thống trị Hắc Lan, ngươi lại nói quá yếu, các ngươi có thể đừng đã kích người như vậy được không? Nhưng nhìn Hắc Lan Vương bị một đao chém chết, thôn trưởng thật sự là không nói ra lời, cảm giác mấy vị này mạnh đến quá đáng. Lắc nhẹ đầu. Trưởng thôn dẹp bỏ cảm giác bị đã kích, trái lại còn cúi người cảm tạ. Cảm tạ ơn cứu mạng của năm đại hiệp, thay mặt thôn cổ nguyệt, ta xin cảm ơn các vị đại hiệp, lát nữa chúng ta sẽ tặng các vị đại hiệp món quà trân quý nhất. Quà tặng thì bỏ qua, nghe nói trong thôn các ngươi có một hiệu sách cổ cho chúng ta tự do đọc sách là được rồi viết phân thân khoác tay nói đọc sách trưởng thôn nghe vậy vô cùng sửng sốt không ngờ ân nhân cứu mạng lại đưa ra yêu cầu như vậy đúng vậy chúng ta đến đây để đọc sách sao vậy không được à viết phân thân cao mày được 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 chứ không thành vấn đề các vị đại hiệp mời trưởng thôn còn ngỡ ngàng lắm trong lòng thầm nghĩa các hiệp khách này thực sự rất đặc biệt những võ giả khác đều muốn tiền muốn đang dược tu hành kết quả là mấy vị này lại hành động như học trò còn muốn xem sách đúng là khác thường nhưng nghĩ tới chuyện vì hiệu sách mà các hiệp khách này mới cứu thôn cổ nguyệt một lần biểu cảm của trưởng thôn nhất thời trở nên vui mừng hắn quyết định tiệm sách cổ nguyệt phải được kinh doanh lâu dài không bao giờ nghĩ đến việc đóng cửa nó nữa với suy nghĩ này trưởng làng và các huyết phân thân đi đến tiệm sách bắt đầu xem qua các cuốn sách tìm thông tin liên quan và bọn họ quên mất rằng ngô mặt rỗ vẫn đang ngơ ngác đứng trên một tảng đá lớn bên ngoài thôn không dám di chuyển không còn cách nào huyết phân thân vừa rồi phải lăn xả với đám sói đen không có thời gian để ý đến ngô mặt rỗ nó đã trực tiếp hạ lệnh cho hắn đứng yên trên tảng đá chờ ban đầu ngô mặt rỗ còn định chạy trốn nhưng khi nhìn thấy năm tên huyết phân thân đại sát tứ phương xong thì hoảng sợ ngoan ngoãn đứng trên tảng đá cho dù năm huyết phân thân đi vào thôn cổ nguyệt rồi ngô mặt rỗ vẫn đứng yên không dám động ngược lại là ngoan ngoãn chờ đợi không có ý định chạy trốn không còn cách nào sợ rồi thôn cổ nguyệt bên trong tiệm sách cổ nguyệt vài huyết phân thân nhanh chóng lật dở từng quyển sách nghiêm túc tìm kiếm thông tin tương quan bên trong cuốn sách tìm kiếm đầu mối những cuốn sách ở đây đủ kiểu đủ kỳ quái các loại lời đồn thơ và truyện cũng khá nhiều thực sự đã tìm được một vài ghi chép khá thú vị trong một số cuốn sách không chính thống. Một trong các huyết phân thân dần dần tìm thấy một số manh mối từ một cuốn sách màu vàng của sờn, phản hồi lại bản thể. Tiêu cục Bạch Vân Lý Hiên ngồi tựa trên ghế thái sư, vẽ quải nghịch mái tóc đen dài của mình, tận hưởng cuộc sống yên bình. Lúc này, một thông tin truyền đến, biểu cảm lười nhát của Lý Hiên lặng mất tâm, con ngươi đen nhánh trở nên nghiêm túc. Tồn tại không nhìn thấy, không sờ được, các người trong vô hình, tổng cộng có 4 loại. Âm hồn, ác quỷ, quỷ dị và quái dị. Trong số này, âm hồn và ác quỷ có xác suất cao nhất. Lý Hiên kiểm tra trí nhớ nhận được, nheo mắt suy tư, và vào đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở trợ lý nhỏ vang lên. Tiên. Thi thể huyết phân thân số hiệu 666 đã chết của ngài xảy ra dị biến, đã tiến hóa thành cương thi. Cương thi, hai mắt Lý Hiên híp lại, ngay lập tức nhận được tin tức của huyết phân thân số hiệu 666. Có thể thấy, huyết phân thân đang nằm trong quan tài, trên quan tài có khắc hoa văn kỳ dị, giống như là trận pháp, ánh sáng màu đỏ kỳ quặc lóe lên. Ngoại trừ ánh sáng màu đỏ, cả chiếc quan tài lập lòe trong môi trường khép kín, còn có mùi thối rửa nhàn nhạt không ngừng tràn ngập. Ngoài mùi hôi thối ra, huyết phân thân số hiệu 666 còn ngửi được mùi máu tươi, mùi đến từ xung quanh cơ thể, đó đúng thực là mùi của máu tươi. Lỗ mũi huyết phân thân 666 khẽ động, cử động thân thể cứng ngắc, đầu quay sang nhìn về một hướng. Đập vào mắt là một chiếc quan tài lớn bằng gỗ màu đen, trên quan tài có khắc hoa văn một người phụ nữ kỳ lạ, như thể đang gào thét. Ngay bên dưới quan tài, bên trái huyết phân thân số hiệu 666 là 11 cổ thi thể. Những thi thể này rõ ràng là 11 huyết phân thân bị giết chết. Là đang dưỡng thi sao? Lý Hiên hít mắt, hắn cảm thấy mình vẫn có thể điều khiển huyết phân thân số hiệu 666, một ý nghĩ có thể khiến huyết phân thân số hiệu 666 vỡ tan. Có điều Lý Hiên không làm điều đó, hắn muốn điều tra nguyên nhân, xem là ai dùng huyết phân thân của hắn để dưỡng thi. Dù sao, bất cứ lúc nào cũng có thể giết huyết phân thân, nếu không thì để từ từ, tra rõ xem người đứng sau là ai, Lý Hiên hạ lệnh cho huyết phân thân số hiệu 666, khiến nó hấp thu máu của 11 huyết phân thân còn lại với mục đích là trở nên mạnh mẽ hơn sau khi xác nhận rằng xung quanh không còn sinh linh nào khác. Rất nhanh. Trong quan tài chỉ còn lại huyết phân thân số hiệu 666, nó trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hấp thụ nhiều máu hơn. Về sau quan sát nhiều thêm. Lý Hiên dự định sau này sẽ chú ý nhiều hơn đến huyết phân thân số hiệu 666, để xem ai là người đứng sau hậu trường. Kế tiếp, nên vẽ tranh cho tống tiểu mỹ làm sư tôn thì vẫn nên công bằng một chút lý hiên cầm cọ vẽ lên và bắt đầu vẽ trên giấy căn cứ vào dánh vẽ tống tiểu mỹ khi có đôi tai mèo hắn bắt đầu vẽ lần này lý hiên vẫn tăng thêm cảm ngộ phong ấn như trước và cùng với việc hắn hiểu hội họa càng ngày càng sâu cơ thể hắn có một loại cảm giác thông thấu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha